Đây là anh Thái à? Vâng, vâng. Tôi tin là vợ chồng anh Thái. Chồng anh. Có là... À, cũng được. Thì đây là mình, cái kiến hôn đây này. Đây là phải sông biên giới chưa? À, ông Cương? Chưa, anh xa lắm. Lên biên giới nó ở tận trên rồi, Lũng phải... Cú mà. Lũng Vân Cú cơ. Đây là một nhánh của sông Lô. Còn sông này cái tên của nó là sông Miện hay gì đây? Ven sông. Nhưng mà nước ở cái nhánh kia thì lại trong veo kìa. Nước nhánh nước này thì đục. Đấy.